ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc bảo kê cho giang hồ Cường Quắc. Do có mối quan hệ thân tình với Cường Quắc, ông Lưu Bình Nhưỡng đã can thiệp, tác động với cơ quan chức năng để các băng nhóm xã hội khác không cản trở việc làm ăn của Cường. Thông tin được ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, nêu tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 7 tháng 12. Nội dung này nằm trong báo cáo về tình hình vi phạm, tội phạm năm 2023 và kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử án hình sự. Theo ông Hợp, việc bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng hôm 14 tháng 11 căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, tức Cường Quắc, 37 tuổi, ngụ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cường là người cầm đầu băng nhóm xã hội phức tạp, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhà chức trách cáo buộc Cường và đồng phạm đã tự xác lập quyền sử dụng trái phép 180 bãi triều, nói việc khai thác cát ảnh hưởng đến nuôi thủy hải sản tại bãi triều để gây sức ép, buộc doanh nghiệp khai thác cát phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được, hoặc bán lại với giá rẻ. Cụ thể, Cường bắt các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác theo phương thức, một tàu vào khai thác cát khoảng 700 mét khối. Muốn đi qua bãi của Cường phải nộp 1.500 đồng một 1m3. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, nhóm Cường đã cưỡng đoạt 5 tỷ đồng của một số doanh nghiệp được UBGN tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại các ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường bị một số băng nhóm xã hội cản trở, gây khó khăn. Do từng được ông Nhưỡng nhận là cháu, Cường cũng từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi, nên anh ta đã nhờ ông Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các băng nhóm xã hội này không gây sự. Theo đó, hành vi của ông Nhưỡng bị cáo buộc là đồng phạm với vai trò giúp sức để Cường, Quắc cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 bộ luật hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Hồi tháng 9 năm 2018, ông Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện cho đến nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.